Xét về danh tiếng cũng như sự thành công, tiền đạo Hồ Tấn Tài, người đang khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khó lòng so với những đồng đội cùng trang lứa đã thành danh như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường. Tuy nhiên, nếu ai từng theo dõi từng bước chân của Hồ Tấn Tài đều phải thừa nhận anh chính là một trong những tài năng lớn của xứ Nghệ, nơi luôn được biết đến với cái nôi bóng đá hàng đầu Việt Nam. Việc Hồ Tuấn Tài mới đây đã được gọi lên đợt tập trung nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á đã được xem là một bất ngờ lớn, bởi kể từ khi khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Tuấn Tài đã chưa thể hiện được nhiều. Anh có 7 lần ra sân cho đội chủ sân Thống Nhất, nhưng đó đều là những lần anh sắm vai kép phụ. Thống kê đến hiện tại, Tuấn Tài vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và cũng chưa có pha kiến tạo nào ở V-League 2021. Tuy nhiên, với việc thiếu vắng ngôi sao Công Phượng, bên cạnh đó màn trình diễn chưa thực sự trọn vẹn tại UAE mới đây có lẽ đã thôi thúc việc huấn luyện viên Park Hang-seo quyết làm mới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Chính vì lẽ đó, những nhân tố mới như Phạm Tuấn Hải, Lê Tiến Anh, Trương Văn Thiết và một người cũ chưa thể hiện được nhiều như Hồ Tuấn Tài hoàn toàn sáng cửa nếu thể hiện được tốt nhất khả năng của mình trên sân tập. Phải công tâm thừa nhận đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn đang quá phụ thuộc vào trung phong Nguyễn Tiến Linh. Đó có lẽ là điều mà ông Park cảm thấy lo lắng nhất, bởi sẽ không thể nói trước được những rủi ro có thể đến với chân sút của đội Bình Dương. Chưa kể các đối thủ giờ đây cũng đã nghiên cứu rất kỹ phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam. Còn nhớ trước khi các trận đấu ở vòng loại thứ hai tại UAE diễn ra, huấn luyện viên Park Hang-seo lúc đó đã có quyết định bất ngờ khi gọi lão tướng Anh Đức, người đã nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau AFF Cup 2018. Điều đó một lần nữa khẳng định nỗi lo lớn về hàng công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, với phong độ thuyết phục của Công Phượng lúc đó, thầy Park đã tự tin gạch tên Anh Đức trong bản danh sách cuối cùng đến UAE. Tuấn Tài khó lòng so bì với tầm quan trọng của Tiến Linh ở nhiều mặt, từ thể hình, khả năng chớp thời cơ, bản năng sát thủ đã được thừa nhận. Tuy nhiên, ở Tuấn Tài đã có sự đa năng, anh có thể chơi vị trí cắm, nhưng cũng có thể chơi lùi sâu hơn như một hộ công ở bên hai cánh. Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An đặc biệt mạnh ở khả năng di chuyển không bóng, chọn vị trí dứt điểm trong phạm vi hẹp. Có một cái tên khác có thể cạnh tranh với Hồ Tuấn Tài ở vị trí trung vòng cắm sau Tiến Linh, đó là tân binh Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm trong số 3 nhân tố mới lần đầu tiên được thầy Park trao cơ hội và cũng được đánh giá là ứng cử viên sáng sau màn thể hiện thành công ở V-League năm nay. Tuấn Hải đã có 4 pha lập công cho đội bóng Núi Hồng sau 12 vòng đấu. Về lối chơi, Tuấn Hải có phong cách khá giống với Tuấn Tài khi anh có thể chơi tiền đạo lẫn vị trí hộ công. Chân sút trưởng thành từ lò tạo Hà Nội có nền tảng sung mãn, giỏi cán lướt nhưng có lẽ thua Tuấn Tài ở khả năng phối hợp cũng như độ tinh tế trong những pha di chuyển chọn khoảng trống. Xét về kinh nghiệm, Tuấn Tài cũng nổi trội hơn so với Tuấn Hải. Trong quá khứ, Tuấn Tài từng thuộc lứa U19 Việt Nam, làm nức lòng khán giả nhà vào những năm 2013-2014 cùng với những đồng đội đã thành danh như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn. Thời điểm đó, Tuấn Tài là một trong những nhân tố ngoài học viện Hoàng Gia Lai Arsenal GMG được huấn luyện viên Guillermo Gracien lựa chọn. Trong một thời gian khá dài, Tuấn Tài và Công Phượng trở thành cặp tiền đạo nổi tiếng của U19 Việt Nam lúc đó. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau SEA Games 2017, giải đấu mà U23 Việt Nam đã được kỳ vọng lớn lao sẽ mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Thế nhưng hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 2017 của Tuấn Tài và các đồng đội cuối cùng đã trở thành ký ức buồn với bóng đá Việt Nam. Trận thua 0-3 trước U23 Thái Lan ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng đã chấm dứt giấc mơ vàng của U23 Việt Nam, lúc đó đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Hữu Thắng. Với riêng Hồ Tuấn Tài, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Anh là người bị chỉ trích nặng nề sau thất bại. Nguyên nhân là bởi lượt đấu trước đó U23 Việt Nam đã bị đối thủ Indonesia cầm hòa không đều. Trận hòa đáng tiếc khiến U23 Việt Nam có nguy cơ bị loại nếu không thắng người Thái ở lượt cuối. Ở trận đấu đó, tiền đạo của đội Sông Lam Nghệ An đã bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn. Nếu Tuấn Tài thành công một lần trong số những cú sút tung ra thì số phận của U23 Việt Nam ở giải đấu năm đó đã rất khác. Những chỉ trích nặng nề ập đến với Hồ Tuấn Tài sau thất bại tại SEA Games 2017, anh trở thành chủ đề chính, là nguồn cơn thất bại trong mắt người hâm mộ nước nhà. Tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ thất vọng, tôi đã chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mọi lời đóng góp, cảm thông và thậm chí là chỉ trích tôi sẽ ghi nhận hết. Tôi sẽ lấy đó làm động lực để mình thi đấu tốt hơn trong tương lai. Tôi mong người hâm mộ hãy vẫn tin tưởng, ủng hộ bóng đá Việt Nam và hãy tin thành công rồi sẽ đến trong tương lai gần. Hồ Tuấn Tài trải lòng sau cơn bão dư luận đổ lên đầu của anh. Trở về màu áo Sông Lam Nghệ An, đôi chân của Tuấn Tài dường như vẫn nặng trĩu. Ngoài việc hay bị chấn thương, anh cũng ít được ra sân thi đấu ở V-League vì không cạnh tranh nổi vị trí với các tiền đạo ngoại. Trong 3 mùa giải từ 2016 đến 2018, Hồ Tuấn Tài có số lần ra sân lần lượt là 17, 8 và 18. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó anh xuất phát từ băng ghế dự bị.
V-League 2019 sẽ là giải đấu nhiều người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng Hồ Tuấn Tài sẽ trở lại. Với Tuấn Tài, anh lao vào tập luyện với một sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, vận đen một lần nữa đeo bám chân sút sinh năm 1995. Anh bất ngờ dính chấn thương nặng và có nguy cơ phải ngồi chơi trong phần lớn thời gian còn lại của mùa giải. Với chấn thương dính phải, Tuấn Tài tự cảm nhận rõ cội một lần nữa trôi qua tầm tay. Những giọt nước mắt đã rơi, còn những ai yêu mến Tuấn Tài, họ chỉ biết cầu nguyện mọi điều sẽ tốt đẹp đến với anh. Trong mắt người hâm mộ xứ Nghệ, niềm hy vọng của họ dành cho anh vẫn còn rất nhiều. Qua cơn bĩ cực mới đến hồi Thái Lai, Hồ Tuấn Tài bỏ qua những áp lực từ phía dư luận, áp lực từ những chấn thương để nỗ lực khẳng định mình trong hai mùa giải gần đây. Ngay sau khi trở lại sau chấn thương, Hồ Tuấn Tài đã thể hiện được phong độ cực kỳ ấn tượng. Anh đóng góp 8 bàn thắng tại V-League 2019 và 5 bàn thắng ở V-League 2020 cho Sông Lam Nghệ An. Màn thể hiện đó của chân sút xứ Nghệ cuối cùng đã giúp Hồ Tuấn Tài lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh nằm trong bản danh sách đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung cuối năm 2020. Đó chính là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của tiền đạo người Hưng Nguyên Nghệ An. Dẫu vậy, vận đen chấn thương một lần nữa buộc Tuấn Tài không thể lọt vào danh sách cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Tại trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, tiền đạo xứ Nghệ chỉ thi đấu được vỏn vẹn 7 phút. Pha khống chế bóng xoay người nhằm thoát khỏi sự đeo bám của tiền vệ Huỳnh Công Đến bên phía U22 Việt Nam đã khiến Tuấn Tài dính chấn thương nặng, buộc phải rời sân bằng cáng. Đó cũng chính là khoảnh khắc đáng nhớ duy nhất của Hồ Tuấn Tài trong màu áo đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Lần thứ hai góp mặt ở một đợt tập trung của đội tuyển quốc gia, Hồ Tuấn Tài đang cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Có lẽ với chân sút xứ Nghệ, không phải lần này thì sẽ chẳng còn lần nào nữa dành cho anh. Hy vọng may mắn sẽ đến với tôi trong lần tập trung này. Bản thân tôi đã đặt quyết tâm cao nhất, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và thể lực để có thể tập luyện cũng như thi đấu trong chặng đường sắp tới. Cũng theo Tuấn Tài, sự cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam lần này là vô cùng khốc liệt nhưng cũng sẽ chia đều cho tất cả. Tôi nghĩ rằng ai có đủ quyết tâm, sự tự tin thể hiện tốt thì sẽ được trao suất đá chính. Với người hâm mộ xứ Nghệ nói riêng và những ai ủng hộ Tuấn Tài nói chung, họ chưa bao giờ hết hy vọng vào chân sút người Nghệ An sẽ trở lại và khẳng định được tên tuổi ở đội tuyển Việt Nam. Những ký ức đáng quên sẽ nhòa theo năm tháng và người ta sẽ chỉ nhắc đến một Hồ Tuấn Tài trưởng thành hơn trong chương mới của sự nghiệp. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, nhưng vận đen trong quá khứ chỉ làm cho bản thân tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Trải qua những điều không may mắn, có buồn hay thất vọng cũng không thay đổi được gì. Tôi quan niệm hãy lạc quan và chăm chỉ tập luyện thì điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình.